đi. Đi xong đây à tí. Cái này chắc để chú giấm, để chú nó ngấm nước hoặc là giấm thì nó mới chặt được. Thì nó đợi đợi cái này. Bên này nó cao hơn này. Lên đi, cái lên đi nhỉ. Chíp chíp chíp. Lên nước cao lên đây là bắt đầu giấm. Đáng nhiều thật đấy nhở. Có xu mình lại uống nước nữa. Có xu mình chưa tóc đâu. Nhấn vào này cho nó đất chặt lên cái nước nó không ra được ngoài kia. Nước tăng nước không nhỉ? Không biết lắm. Nước giống nó chạy lên Rồi thắp đầy đủ nước rồi lắm.
này chứ, cho nó chặn gần nhé. Là tí cho lấy cái, lấy cái dài lên phải đấy. Không có gì xuống dưới này, vào bên đây nữa, bên này nữa. Lấy cái cỏm đấy, lấy cán ra. Lấy cái này thôi nhỉ? Lấy một cái cỏm này. Này. Cái gà chặt này ra kịp. Nó hay ngán đấy. Đi lên trên này xem ạ. Này. Cái chặt cái cây này về là cỏ. Dao đó. Con dao ở dưới rồi. Dưới rồi. Thế đi. Lấy con dao. Để lấy cây gì Thank you.
Đúng. Lấy cái này đi ở dưới trước đi nhỉ. Này cho đóng tiền đầy đấy. Cái bên đấy. Đóng tiền đầy đi đi. Cái này đến đây à? Cái này có cáo mi răng đi lưng chưa? Cái này khác quá nhỉ? Xanh này hay là lưới đen ấy. Tí xem lưới đen có đủ không? Có nở chưa? Sửa rồi. Hả? Sửa trên đây cái lưới với cái thép kia. Ừ. Lưới đen với nhá. Ừ. Nó được không? Đi giao từ bên này về đi. Cứng.
Cái này cũng bị lâu mới ra được nữa. Nó có đủ không? Chỉ mong là đủ. Không đủ đâu vợ. Xem có đủ không? Chắc có. Đủ mà. Ơi, vừa đủ đấy. Sắp sắp đủ. Hả? Chứ đủ mấy đâu? Kéo căng đấy đủ. Móc móc ở dưới này. Đủ đủ. Đủ mà. Vừa đủ thôi. Buộc nốt cái chỗ này trước đã. Sẽ nối vào cái chuồng gà luôn. Không đủ cho lắm ạ. Nối ra đây tiếp tục. Chỗ này thôi. Cái này đất không bằng này nó là không được đẹp mới nhỉ, rõ đấy, đất bằng rồi mới đẹp. Cái cơi này chưa khô mấy nhỉ, khô mang về nốt. Ăn hay dài thừa, còn thừa đi cho nó thật thừa. Thank you.
cái cây cám vào đây không? Có. Rửa về nhà lấy cái chổi rồi quét hết cái này đi. Ừ. Dọn hết cái này đó. Lấy chổi quét cho này đi. Cái này tuyệt, tạm nhé, hôm sẽ có ra được. Thì cần gì mà giáp được nữa. Này là sao mà giáp được nữa. Không có sợ, tôi đó, sợ. Lấy cái thế này, được. Này, chắc chắn. Đào tí đến đây là được. Thế thôi, chắc không ra được. Mai xem ra đâu hết sức. Để được không nhỉ? Đấy nha. Cái nào khô
gì đấy tí cái này con lấy đi với nhau, lấy về đi kia đây mình biết đó thì là con đi tám đất rồi nhé. Tiếp tiếp.